Các bạn nhỏ ơi, các bạn có tin rằng phép thuật dịch dung có trên đời này không? Để biết được nó có thật không thì theo chân qua Fairy Tale đến với câu chuyện hôm nay nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc xinh đẹp tên là Loika, có một gia đình quý tộc bí ẩn. Gia đình này vốn là truyền nhân của một dòng tộc pháp sư lâu đời. Họ hạ sinh được 6 người con đầu. Cô con gái út tình cờ lại chính là người con thứ 7 của con trai thứ 7. Đứa trẻ số 7 sao? Ta ngờ rằng tương lai con bé sẽ làm nên điều lớn đây. Trên trán có một vết bớt hình vương miện như vậy thì ta sẽ gọi con là Richard nhé. Nè, ông biết gì chưa? Gia đình quý tộc kia vừa sinh ra một cô con gái có vết bớt hình vương miện trên trán đó. Trời ơi, tương truyền rằng người có vết bớt trên trán đó sau này sẽ nắm lấy cả thiên hạ đó. Đúng là vậy rồi, nhưng bé mồm thôi, không lại giả miễn bây giờ đó. Việc này đã đến tai Laka, vương quốc của đất nước. Ông ta lo sợ nên đã cho người canh chừng, theo dõi gia đình Fricket. Cha của Fricket biết điều này, ông lo sợ con cái gặp nguy hiểm nên luôn cất giấu cô trong nhà và làm phép tạo một lớp màn phép bảo vệ xung quanh ngôi nhà. Fricket cứ thế lớn lên trong 4 bức tường. Càng lớn, cô càng thắc mắc, tò mò về thế giới bên ngoài. Cô tha thiết muốn được ra ngoài khám phá. Các anh của cô cũng trưởng thành và cùng nhau đi khám phá thế giới. Vậy nên Fricket rất ghen tị. Con gái yêu, đây con đã lớn. Ta biết rằng chẳng thể giữ con được mãi. Ta sẽ dạy cho con phép thuật dịch dung và một số phép để con có thể bảo vệ bản thân. Nhưng con phải nhớ, phép thuật dịch dung chỉ được dùng một lần trong đời. Khi con dùng nó thì có thể thay đổi ngoại hình, che được vết bớt, nhưng con sẽ phải mang theo diện mạo đó cả đời. Nếu con cố tình dùng nó lần thứ hai, phép thuật này sẽ phá hủy con đó. Dạ con nhớ rồi ạ. Fricket sau khi được cha dạy thì lập tức thi hành ngay. Cô đã tự dịch chuyển cho mình một khuôn mặt mới xinh đẹp không kém gì khuôn mặt trước đây. Nhờ vậy mà cô đã có thể ra ngoài và tận mắt nhìn thấy thế gian mà cô luôn ngóng trông được chiêm ngưỡng. Fricket sau khi đổi mặt đã có thể tự do đi lại mà không cần phải đề phòng bất cứ ai. Cô ngao du khắp nơi trong vương quốc, dùng phép thuật của mình để cứu giúp rất nhiều người nghèo khổ, bệnh tật. Mọi người yêu quý, tôn sùng cô là nữ thần hiển linh cứu giúp dân lành. Fricket rất vui vẻ khi có thể cứu giúp được nhiều người. Càng ngày cô càng muốn khám phá nhiều nơi về thế giới bên ngoài, về những cánh rừng kỳ bí, những con sông trải dài và những ngọn núi hùng vĩ. Fricket có một đam mê muốn khám phá tất cả. Hôm đó, khi cô đang băng qua một cánh rừng rộng thì bỗng thấy một chàng trai khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang gặp nguy hiểm. Một toán lính dồn anh và muốn kết liễu anh. Lúc này Fricket lập tức dùng phép thuật của mình xông ra cứu anh. Cảm ơn cô. Trời ơi, cô đúng là ân nhân của tôi. Thực ra tôi chính là hoàng tử của vương quốc này, vô tình mắc bẫy lũ xấu xa và bị hại. May có cô cứu giúp. Tôi có thể hỏi danh tính của cô hay không? Tôi tên là Bridget. Tôi chỉ là con gái của một gia đình bình thường mà thôi. Vì trạc tuổi nhau nên hai người nhanh chóng kết thân, cùng nhau đi chu du và dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hai người dần chia sẻ hết những bí mật cho nhau. Thực ra ta vốn là con gái của một gia đình pháp sư, sinh ra với vết bớt trên trán, nên cha ta đã dạy ta thuật dịch dung để che vết bớt đó đi, tránh cho ta gặp nguy hiểm. Ta cũng có một bí mật. Thực ra ta chỉ là con nuôi mà thôi. Cha mẹ ruột của ta đã qua đời từ khi ta còn rất nhỏ. Xui xẻo thay, cuộc nói chuyện của hai người đã bị hầu cận của quốc vương nghe thấy. Bởi ông ta không thực sự tin tưởng hoàng tử nên luôn cho người theo dõi chàng.
quốc vương cho người tới nhà viết ghét bắt giữ cha mẹ cô, làm cô tin dụ cô tới. Chuyện giết bớt của ta rõ ràng chỉ có hoàng tử biết. Đúng rồi, chính là anh ta đã lừa ta, hại bố mẹ ta bị bắt. Ta căm hận anh ta. Cô tự lên kế hoạch giải cứu bố mẹ, nhưng sau ngày quan sát, cô nhận thấy rằng rất khó để có thể đột nhập vào cung điện. Cô bèn đánh liều nghĩ ra cách, đó là dịch dung một lần nữa thành hoàng tử và đi vào cung điện. Nhưng khi vào đến cung điện lại không thấy bố mẹ mình đâu. Cô hốt hoảng toan chạy ra ngoài thì hậu quả của thuật dịch dung phát tác. Mặt cô trở nên đau đớn như bị đốt cháy và xấu xí vô cùng, vết bớt cũng lộ ra. Quốc vương nhìn thấy vui mừng vô cùng, lao tới toan tấn công cô và muốn cướp sức mạnh của cô. Bridget đánh trả kiên quyết, nhưng lúc này cô quá yếu. Khoảnh khắc quốc vương định dùng lực tấn công cô thì hoàng tử xuất hiện và đỡ trọn cho cô, khiến chàng bị thương nặng. Sao chàng lại ngốc như vậy chứ? Ta đã âm thầm giải cứu bố mẹ của nàng rồi. Thật ra quốc vương vốn là kẻ thù hại chết cha mẹ ta. Ta đã rất đau khổ khi không được bảo vệ được cha mẹ mình. Thật may vì lần này ta đã bảo vệ được cho nàng. Cô nghe xong hối hận vì hiểu lầm chàng. Cô dùng hết tất cả sức lực của mình xông lên đánh bại quốc vương. Khoảnh khắc quốc vương ngã xuống cũng là lúc cô ngã xuống và ngất lịm. Hoàng tử lúc này gắng gượng chạy tới lay cô dậy. Chàng bế cô lên và đi khắp nơi tìm sự giúp đỡ. Mọi người, nàng chính là cô gái tốt bụng đã đem phép bầu cứu giúp tất cả mọi người trước đây. Nay nàng vì cứu ta mà gặp nạn. Xin mọi người hãy cùng ta nghĩ cách cứu lấy nàng. Dân chúng nghe thấy vậy, vội nhận ra ngay ân nhân của mình. Họ bàn nhau cùng đốt nến cầu nguyện cho cô. Ngay lúc đó, rất nhiều ngọn nến được đốt lên và người dân cùng nhau cầu nguyện mong cô hồi phục. Lời cầu nguyện của họ vừa dứt, những đốm lửa bay tới cuốn cô lên cao, chữa lành vết thương trên mặt cô và viết kết bừng tỉnh. Sau khi cô tỉnh lại, cô và hoàng tử nhanh chóng kết hôn. Hoàng tử nhường ngôi cho cô và lui về phía sau sát cánh bên cô. Quốc vương dưới sự trị vì của Bridget kể từ đó sung túc, an yên mãi về sau. Wow, fairy tales.